công ty của bác sĩ có cái sản phẩm gì tiêm E. coli bại huyết tốt nhất không? Thì vâng, xin thưa anh chị, cái E. coli bại huyết là một trong những cái bệnh mà thường xuyên liên tục, và đặc biệt là cái mùa hè này mà những cái hôm mà mưa ấy, là đàn vịt của anh chị rất dễ bị dính đòn. Nên là các anh chị lưu ý, mà đặc biệt cái E. coli bại huyết là một trong những cái bệnh rất là nhanh nhờn thuốc kháng thuốc. Đấy, thì trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm TTP201. TTP201 đấy, nó được bào chế bởi cái ceftriaxone và cái gentamicin. Đặc biệt là trong đây có acid clavulic chống nhờn thuốc và rất nhiều các cái tá dược chống nhờn thuốc khác. Và thường thường các cái dược sĩ của bên chúng tôi sẽ 3 đến 4 tháng lại đảo cái hệ tá dược một lần, nên là cái màu của cái chai thuốc có thể nó thay đổi, thì các anh các chị cũng sẽ không phải lo gì cái vấn đề về màu chai thuốc thay đổi. Đó chẳng qua là cái tá dược thay đổi thì cái màu nó sẽ bị thay đổi. Nên anh các chị lưu ý nhá, TTP201 tôi vẫn thường hay nói vui là chỉ có một không có hai trên thị trường hiện nay, thì các bạn hãy nhanh tay alo cho bác sĩ Hùng 0979407374. Thì tôi cùng với các cái trợ lý của tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái quy trình để điều trị cái E. coli bại huyết trên vịt. Thì cái sản phẩm này là một sản phẩm rất hay, nó bao gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất chính là cái gentamicin, là loại gentamicin dạng nước đấy, 100c các bạn nhá. Thành phần thứ hai, cái loại thứ hai đó chính là cái ceftriaxone dạng bột. Rồi, ceftriaxone dạng bột. Thì hai cái loại này các bạn hòa lẫn với nhau. Hòa lẫn với nhau. Và các bạn chỉ cần lắc nhẹ lên thì nó đã tan rồi. Đấy, khi các bạn lắc nhẹ lên đã tan rồi, thì một cặp này các bạn sẽ tiêm cho tôi 4 tạ vịt. 4 tạ vịt nhá. 4 tạ vịt thì các bạn tiêm. Với những nhà anh chị nào mà gà bị CD, CCD mà các anh chị chữa mãi không khỏi, anh chị dùng cho tôi cặp này. Tiêm cho tôi từ 2 đến 3 mũi là sẽ, tôi đảm bảo các anh chị này sẽ ổn. Đây là một cái sản phẩm cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi kháng sinh tiêm rất là hiệu quả của công ty cổ phần thuốc thú y TNT, mà tôi đã âm thầm sử dụng trong suốt nhiều năm qua và cho cái hiệu quả điều trị vô cùng tuyệt vời. Các bạn hãy nhớ cái cặp này TTP201. Có thể cái anh điện nó, các bạn không nhìn rõ cái màu của thuốc, nhưng mà đây là cái hộp nó như này đấy. Đấy, hộp như này, và các bạn sở hữu về tiêm. Công ty chúng tôi bán khá nhiều cái cặp tiêm này cho một số các cái trang trại vịt lớn, thậm chí có những cái trang trại, nói thật với các bạn là có những cái trang trại đầu mười mấy bạn vịt đang tiêm cái sản phẩm của công ty chúng tôi cho hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Giá rất là hợp lý để các bạn có thể tiêm, và đặc biệt là nó không gây ra hiện tượng nhờn thuốc kháng thuốc như một số công ty khác. Đấy, nên là các bạn sẽ cố gắng là sở hữu cái sản phẩm P201 này để các bạn tiêm cho cái đàn vịt nhà các bạn cho cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Và đấy là cái câu hỏi của bác là E. coli bại huyết tiêm cái gì. Và